tin giải trí 24 giờ qua có gì hot. Lý do khó xác định số tiền ca sĩ Thủy Tiên trao tặng quản trị mùa lũ 2020. Long Nhật, Quách Tuấn Du lên tiếng khi bị chỉ trích lợi dụng Phi Nhung đánh bóng tên tuổi. Vì sao người đẹp Philippines từ bỏ danh hiệu Á hậu chỉ sau 2 ngày đăng quang? Đài truyền hình Trung Quốc chính thức ra mắt nữ MC ảo. Bên cạnh đó, hãy cùng IBIS cập nhật những thông tin đời sống nổi bật khác. Cô gái bắt được con cá lạ khiến ai cũng trầm trồ. Đà Lạt dự kiến mở cửa từ tháng 11 nhưng xem yêu cầu, giới trẻ chỉ muốn ở nhà. Trong chuyên mục Mẹo Vặt hôm nay, hãy cùng IBIS tìm hiểu những điều luật có 102 ở các điểm du lịch nổi tiếng. Mạng xã hội đang lan truyền một văn bản nói về nội dung vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh đã hỗ trợ ở hai huyện Hải Lăng và Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị gây xôn xao dư luận. Nguyên nhân là vì nội dung biên bản ghi tổng số tiền hỗ trợ khoảng 33,4 tỷ đồng. Về vấn đề này, ông Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị xác nhận văn bản này có thật. Theo đó, đợt một ca sĩ Thủy Tiên trao tiền hỗ trợ vào cuối tháng 10 năm 2020 nhưng không thông qua Ủy ban Mặt trận, Ban cứu trợ. Đầu tháng 11 năm 2020, đoàn này tiếp tục hỗ trợ đợt 2 và đợt 3. Tại các điểm trao quà, có rất nhiều hộ dân không có trong danh sách cũng đến và được đoàn hỗ trợ. Vì vậy, không thể tổng hợp chính xác lượng tiền mà chỉ xác nhận ở mức khoảng như trong văn bản đề cập. Lý giải việc sử dụng hình thức văn bản xác nhận không theo quy chuẩn thông thường, ông Hùng nói đoàn cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên không thông qua ban cứu trợ các cấp theo quy định của Nghị định 64 mà chọn cách hỗ trợ trực tiếp người dân. Sự ra đi của nữ ca sĩ Phi Nhung đã để lại bao nỗi xót xa cho bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ sự thương tiếc với cố ca sĩ bằng cách đến viếng, ra MV âm nhạc tưởng nhớ. Cũng từ đây đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Theo đó, Long Nhật mới đây đã bày tỏ sự tiếc thương của mình đối với Phi Nhung bằng một MV ca nhạc mang tên Phi Nhung – Miền Tiên Cảnh. Được biết, bài hát do nhạc sĩ Lê Hồng Phúc chấp bút. Thế nhưng ngay khi ra mắt, nam ca sĩ đã bị dư luận chỉ trích vì cho rằng mục đích anh thực hiện sản phẩm này là để gây chú ý. Đối diện với vấn đề này, Long Nhật thẳng thắn cho rằng không sợ gì hết. Các anh hùng bàn phím nhìn gì cũng nghi ngờ. Vì vậy, nam ca sĩ khẳng định việc mình sẽ làm cho bản thân đỡ đau khổ trước đã. Nối tiếp Long Nhật, Quách Tuấn Du là cái tên tiếp theo bị cộng đồng mạng réo gọi vì cho rằng lố khi đi viếng Phi Nhung. Tuy nhiên, nam ca sĩ cho biết mình rất yêu quý đàn chị nên khi vừa điều trị hết bệnh, anh đã vội lao tới. Quách Tuấn Du cũng thừa nhận bản thân anh cũng không phải tiếp người dễ giấu cảm xúc, nhất là với người anh yêu thương. Sau khi khép lại những ồn ào với nghệ sĩ hài Thúy Nga, cuộc sống mới của ca sĩ Kim Ngân vẫn chưa thật sự ổn định. Mặc dù được một người bà con đón về chăm sóc, nhưng sau đó khán giả vẫn bắt gặp nữ ca sĩ lang thang ngoài đường. Và mới đây, thông tin về việc Kim Ngân có nhà mới ở Mỹ đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Trước thông tin này, Thúy Nga cũng bày tỏ niềm vui dành cho đàn chị. Tuy nhiên sau đó, trên kênh YouTube cá nhân, Thúy Nga đã đề cập đến việc Kim Ngân không được ở khu vực này, vì đây là khu dân cư dành cho người già và ai đứng tên thì mới được ở. Kim Ngân là một người bệnh, có thể không ở được, họ sợ la hét ảnh hưởng xóm làng. Dường như sợ mọi người hiểu lầm sau loạt ồn ào trước đó, Thúy Nga đã tiếp tục chia sẻ nguyên nhân vì sao cô lại lên tiếng trên trang Facebook cá nhân. Theo đó, nữ danh hài cho rằng vì mình biết được sự thật câu chuyện như thế nào. Mình im lặng nhưng lúc cần thiết vẫn phải lên tiếng, sai ở đâu thì phải phân tích rõ ràng để mọi người cùng hiểu. Mới đây, Ganil Krishnan đã thông báo từ bỏ danh hiệu Á hậu 2 Miss World Philippines 2021. Nguyên nhân được người đẹp tiết lộ là muốn trở lại với công việc phóng viên trước khi đoạt ngôi vị này, nhưng cô không thể hoàn thành cùng lúc hai trách nhiệm. Ông Arnold Vegafria, giám đốc quốc gia của Miss World Philippines cho biết, ban tổ chức tôn trọng quyết định riêng của Ganil Krishnan. Ông cũng xác nhận, người đẹp Janelle Lewis, đại diện thành phố Angeles, được trao danh hiệu Á hậu 2 thay thế Krishnan. Như vậy, Ganil Krishnan bỏ danh hiệu chỉ 2 ngày sau khi chung kết Miss World Philippines 2021 diễn ra. Vào ngày 6 tháng 10, trang 163 đưa tin, Đài Hồ Nam cho ra mắt nữ MC trí tuệ nhân tạo đầu tiên của cơ quan này. Người dẫn chương trình bằng công nghệ AI tên Tiểu Dạng, 20 tuổi. Tên cô bắt nguồn từ Từ Don, với ý nghĩa thể hiện tuổi trẻ và sức sống thanh xuân của đài truyền hình Hồ Nam. Bên cạnh việc giới thiệu, nhà đài cũng cho ra mắt 3 tạo hình của Tiểu Dạng, được chụp ở các địa điểm nổi tiếng tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Theo Sina, các nhà đài thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình khác cũng như khán giả đều hoan nghênh sự xuất hiện của nữ MC ảo Tiểu Dạng. Việc ứng dụng khoa học công nghệ giúp các đài truyền hình tiết kiệm nhân lực, hiệu quả trong quá trình cập nhật tin tức vì không bị vấn đề sức khỏe, tâm lý ảnh hưởng, cũng như giúp người xem có thêm trải nghiệm mới lạ. Một cô gái đã chia sẻ đoạn clip câu được con cá rất to và có hình dáng lạ lẫm đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.
Có thể thấy, đi câu mà bắt được con cá to đã khiến nhiều người trầm trồ, nhưng lại càng tò mò hơn khi chú cá này được cho rằng khá giống với mặt người. Quả thật, so với các loại cá khác thì con cá này có phần đầu khá lạ. Đầu to, phần môi dưới dày hơn hẳn, đặc biệt ở cạnh mắt còn có ba vệt đen nhìn như mi mắt. Không ai dám chắc về tên của loại cá này mà chỉ dám đoán già đoán non. Nhìn giống cá tai tượng, cá La Hán hay sao Á? Con này là rô phi đột biến, tôi trông giống tai tượng hơn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện kế hoạch triển khai kích cầu và phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành trên địa bàn. Cũng theo kế hoạch này, Lâm Đồng sẽ dự kiến đón khách ngoại tỉnh từ tháng 11 năm 2021. Theo đó, để có thể đến Đà Lạt du lịch, du khách sẽ cần chấp hành các quy định như tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 thời gian không quá 12 tháng hoặc có kết quả âm tính khi thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ. Đặc biệt, một yêu cầu khác đi kèm là cần đăng ký tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành và có hợp đồng bảo hiểm y tế, bảo hiểm du lịch theo quy định. Yêu cầu này đã khiến nhiều người phân vân, đặc biệt là giới trẻ vì họ cho rằng đi tour ở Đà Lạt không vui và không thích thú bằng đi tự túc. Đi Đà Lạt theo tour á? Đi Đà Lạt tự túc vui hơn chứ, đi theo tour gò bó quá trời, nên thôi đợi khi nào bất dịch rồi đi sau. Rồi khi nào được đi tự túc ạ? Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa lên phương án, kịch bản đón khách du lịch để đạt 2 triệu lượt khách trong quý 4/2021. Theo đó, trong tháng 11, tỉnh Quảng Ninh bước đầu sẽ thí điểm đón khách du lịch ngoại tỉnh đến khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu và khu di tích danh thắng Yên Tử với điều kiện kiểm soát chặt chẽ. Việc xây dựng quy trình đón du khách, quy định ứng xử của du khách cần phải xác định được rõ các tiêu chí, đi vào từng vấn đề trọng tâm. Các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ tham gia khai thác, phục vụ khách du lịch phải đảm bảo điều kiện an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Hiện Quảng Ninh vẫn đang áp dụng biện pháp quản lý chặt đối với các hoạt động ra vào tỉnh. Theo đó, người ra vào tỉnh này phải có đủ 2 điều kiện, tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và có xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ. Bạn có biết, ở một số quốc gia trên thế giới có những điều luật hết sức lạ lùng. Nếu như bạn không nắm bắt những điều này, thì dù bạn chỉ là khách du lịch cũng bị phạt như thường đó nha. Vậy nên hãy nằm lòng những lưu ý mà Ibis chia sẻ ngay sau đây nếu như bạn muốn đi du lịch ở những nơi này nhé. Singapore, đảo quốc nói không với kẹo cao su, xin gum. Nếu định đến Singapore, bạn hãy cân nhắc việc mang theo kẹo cao su. Được biết, đây là một trong những quốc gia sạch nhất trên thế giới. Nơi đây có nhiều điều luật nhằm giữ cho đất nước luôn trật tự, sạch sẽ, thậm chí từng cấm nhập khẩu mặt hàng này. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, luật lệ đã được nới lỏng. Bạn có thể mang theo tối đa 2 phong kẹo. Tuy nhiên, hãy chắc chắn có nơi để nhả bã kẹo cao su vì bạn không thể xả rác bừa bãi tại Singapore. Canada, chuột không thể làm thú cưng. Nếu bạn yêu thích những chú hamster đáng yêu thì nên né khu vực Alberta, Canada vì ở đây bạn không được phép nuôi chuột làm thú cưng. Bên cạnh đó, ở Canada bạn cũng không được phép trả quá nhiều tiền xu khi mua hàng hay không được tháo băng y tế nơi công cộng. Venice, Italy, cho chim bồ câu ăn là bất hợp pháp. Hàng ngàn con chim bồ câu sẽ xà xuống quảng trường Saint Mark vì khách du lịch sẵn sàng cho chúng thức ăn, chủ yếu với mục đích chụp ảnh. Vì vậy, từ năm 2008, các nhà lập pháp của Venice đã chính thức cho rằng việc cho chim bồ câu ăn là bất hợp pháp. Việc dọn dẹp các di tích và sửa chữa thiệt hại do chim bồ câu gây ra khiến mỗi người dân Venice tiêu tốn 275 euro mỗi năm. Hiện nay, nếu bạn bị bắt vì cho chim bồ câu ăn, bạn có thể phải trả khoản tiền phạt lên tới 700 euro. Scotland, ngưng cưỡi bò khi say xỉn. Sẽ thật là thiếu sót khi đến Scotland mà không thưởng thức hương vị rượu whisky trứ danh. Nhưng trước khi nâng ly, bạn nên biết rằng luật pháp Scotland cấm một số hành vi khi say rượu. Chính xác thì một điều luật năm 1872 quy định, mọi người không được phép say rượu khi cưỡi bò, ngựa, lái xe ngựa hoặc động cơ hơi nước. Georgia, Mỹ, để gà băng qua đường là phạm luật. Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng tại Quitman thuộc bang Georgia của Mỹ, việc để gà băng qua đường được coi là bất hợp pháp. Điều luật này được tạo ra nhằm đảm bảo rằng động vật từ các trang trại không được phép chạy tự do, tuy nhiên lại chỉ đề cập đến gà, bò, lợn và các động vật khác dường như được tự do qua lại đường phố. Florida, Mỹ, trượt ván không xin phép sẽ bị phạt tiền. Cũng tại Mỹ, Florida nổi tiếng là một bang lạ lùng với những điều luật kỳ quặc. Ví dụ như phạt tiền phụ nữ nếu họ bị phát hiện ngủ gật dưới máy sấy tóc hay trượt ván mà không có giấy phép. UAE, xe dơ sẽ bị phạt tiền. Tại UAE, bạn có thể bị phạt tiền nếu quên rửa xe và để chiếc xe trở nên bẩn thỉu. Đất nước này rất quan tâm đến hình ảnh quốc gia. Những chiếc xe bẩn bị coi là làm xấu hình ảnh và có thể bị cẩu đi, đồng thời chủ sở hữu bị phạt tiền. Ba Lan, nói không với áo phông hình gấu bu.
Chú gấu bu có bộ lông màu vàng toàn thân và không mặc quần. Vì điều này, Ba Lan đã ban hành lệnh cấm xuất hiện hình ảnh của gấu bu xung quanh các sân chơi và trường học. Để tránh rắc rối, tốt nhất bạn hãy bỏ chiếc áo phông in hình gấu bu ở nhà khi đến thăm quốc gia Đông Âu này. Sri Lanka, đừng quay lưng vào tượng Phật khi chụp hình. Khi chụp ảnh tự sướng với tượng Phật, có thể bạn đã quay lưng lại với ngài và dấu hiệu thiếu tôn trọng này có thể bị phạt ở Sri Lanka. Bên cạnh đó, việc chỉ tay vào Phật cũng bị coi là thiếu tôn trọng và đôi khi có những lệnh cấm chụp ảnh với các bức tượng. Thông tin vừa rồi đã kết thúc điểm tin sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức thú vị vào bản tin trưa nay. Mời quý vị đón theo dõi.